Xin chào các anh chị và xin chào các bạn, xin chào các nhà đầu tư. Chúng ta sẽ học tiếp bài học này. Bài học này thì tôi sẽ chia sẻ về một nội dung, đó là những cách kiếm tiền trong thị trường coin, hay còn gọi là thị trường tiền kỹ thuật số. Dựa trên cái nguyên tắc là một thị trường bùng nổ thì có rất nhiều cách kiếm tiền. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ, tôi lấy ví dụ thôi. Bây giờ ở ngoài đường, đúng không ạ, mà lá tre mà bây giờ mọi người đều muốn mua nó, mọi người đều sở hữu nó và mọi người đều trông chờ vào việc nó tăng giá, thì tự khắc nó sẽ tăng giá. Lá tre có giá trị, đúng không ạ? Thế thì những gì liên quan đến lá tre sẽ đều có tiền, đúng không ạ? Người trồng tre sẽ có tiền, người chế biến lá tre sẽ có tiền, đúng không ạ? Người cung cấp những cái lương thực thực phẩm hay là phân bón cho cây tre cũng có tiền. Người có nhà máy chế biến thành các thành phẩm cũng có tiền, người đầu tư cho lá tre cũng có tiền. Vâng, đấy là tôi nói một cái ví dụ hình ảnh là khi một thị trường nó đi lên thì bất luận những cái gì liên quan đến thị trường đó đều có cơ hội là chúng ta kiếm được tiền. Đó là nguyên tắc chúng ta sẽ lựa chọn uptrend hay hot trend để chúng ta làm. Còn những cái gì thuộc về downtrend hay là cold trend thì chúng ta hãy cân nhắc là từ bỏ. Bởi vì với cùng một sức lực thì chúng ta làm cái uptrend nó sẽ lên rất nhanh, mà chúng ta làm cái downtrend thì nó sẽ rất là mệt mỏi và thậm chí kết quả vẫn là thua lỗ hoặc là vẫn là rất là kém, đúng không? Ok. Vậy thì những cách kiếm tiền trong thị trường tiền kỹ thuật số thì có bao nhiêu cách? Vâng, thực tế thì có rất nhiều cách, nhưng tôi sẽ liệt kê ra một số những cái nhóm cơ bản ở đây để cho mọi người có thể là tham khảo và mọi người lựa chọn cái hình thức phù hợp với chính mình, đúng không ạ? Tôi muốn vẽ một cái bức tranh nó tổng thể hơn. Bởi vì như tôi nói, tôi là một cái nhà nghiên cứu và tôi cũng là người trực tiếp chơi, tôi cũng trực tiếp ủy thác đầu tư, vân vân. Tôi cũng được đi học ở nước ngoài về những cái chương trình như thế này, rồi cũng tham gia dự hội thảo vân vân. Thế thì với cái cách nhìn nhận và cách lập luận này, tôi muốn vẽ cho mọi người thấy rằng là có bao nhiêu cách để chúng ta có thể làm, chứ không phải là chỉ có một hai cách duy nhất, đúng không ạ? Thứ nhất đấy là chúng ta có thể là lựa chọn là trở thành nhà đầu tư, investor hoặc là trader, đúng không ạ, là người mua bán. Đây là cách đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng phương thức trading, tức là mua đi bán lại, các đồng coin, các cái đồng tiền mà chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm gì, đúng không ạ? Chúng ta phải học cách khớp lệnh, chúng ta phải học cách kiểm soát vốn, kiểm soát cảm xúc, tuân thủ kỷ luật về đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta phải học cách đọc kỹ thuật, chúng ta phải học cách mua tin, rồi thì xem những cái tin thị trường quốc tế. Rồi chúng ta phải học cách chơi margin, cách dùng đòn bẩy, vân vân. Đó là cái nghiệp vụ trading. Thế thì phần lớn những người mà tôi gặp, mọi người đều là những cái nhà đầu tư, đều là những người mà trader mua đi bán lại. Nhưng tôi nhận thấy một cái tỷ lệ rất lớn, đấy là mọi người thường không học về đầu tư, mọi người thường không hiểu về các nguyên lý tài chính, không hiểu về các cái chỉ số kỹ thuật, mà mọi người đã đầu tư rồi. Và sau đó thì cái quá trình mọi người đầu tư, mọi người sẽ nhận ra, dần dần nhận ra, hiểu về thị trường hơn. Mọi người sẽ mất nhiều thời gian, 6 tháng đến 1 năm, mọi người sẽ mất nhiều tiền do thua lỗ, có thể là chia 5, chia 7 tài khoản, mất số tiền vài trăm đô la, vài ngàn đô la, thậm chí vài chục ngàn đô la, bởi vì mình đã bị lỗ, đúng không ạ? Thế thì mình vẫn học hỏi được, nhưng mà cái cách học hỏi như thế thì nó quá là đắt đỏ và quá là lãng phí. Thì ý tôi muốn nói là chúng ta nên học, học thật kỹ, đọc thật kỹ, xem thật kỹ, đi theo người này người kia rồi chúng ta hãy chơi, không muộn, bởi vì thị trường này có rất nhiều cơ hội, đúng không ạ? Vâng, cơ hội cứ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, không có vấn đề gì cả. Cái hình thức thứ hai, cái nhóm thứ hai đó chính là chúng ta sẽ phát hành ICO, đúng không ạ? Đây là một trong những cái cách mà những cái tổ chức, những người mà người ta có đầu óc, người ta có kinh nghiệm, người ta muốn kiếm tiền, người ta sẽ kiếm một mớ luôn. Mình trading, đúng không ạ? Mình mua đi bán lại thì có thể mình cũng lãi được nhiều, nhưng mà có thể mình cũng lãi được rất ít. Nhưng mà phát hành ICO, mình là thằng chùm, mình sẽ ăn hết, mình sẽ kiếm một mớ, đúng không ạ? Tất nhiên đấy là trong trường hợp mình phát hành ICO thành công, mình gọi vốn được thành công, đúng không ạ? Và mình gần như cũng không phải chịu trách nhiệm gì nhiều đối với cái đồng tiền mà mình phát hành ra cả. Đó. Và cũng chẳng phải lo lắng về cái chuyện là vốn đấy có trả được cho nhà đầu tư hay không. Quá là hay, đúng không ạ? Hiện nay các cái chính phủ vẫn còn chưa quản lý cái hình thức ICO này một cách là đầy đủ về mặt pháp lý,
cho nên vẫn còn nhiều cơ hội cho những cái người như chúng ta. Vậy để phát hành ICO thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến các cái kỹ năng về phát hành, các kỹ năng về lập website, rồi thì tạo một cái dự án đầu tư, viết white paper, đúng không ạ? Tạo lộ trình roadmap, và chúng ta cũng cần phải có các cái nhà phát triển, và chúng ta cũng cần phải tổ chức các cái chương trình marketing cho nó. Thí dụ như là lễ ra mắt toàn cầu, thí dụ như là lễ ra mắt tại chỗ này, tại chỗ kia, chúng ta có thể phải có những cái bảo chứng thông tin, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có thể là phải phát triển mô hình bán hàng, bán tại Việt Nam hay bán toàn cầu hay bán tại các quốc gia như thế nào, làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được cái thị trường này, vân vân. Đó là cách mà chúng ta sẽ quan tâm đến thị trường ICO, đúng không ạ? Vâng, một cái nhóm thứ ba là nhóm các nhà tài phiệt, thì họ có thể sử dụng là gì ạ? Họ mở các sàn giao dịch. Thí dụ như là bây giờ chúng ta là chủ của sàn Remitano, chúng ta là chủ của sàn Bitrex, đúng không ạ? Binance, OKCoin, Poloniex, đúng không ạ? Vân vân. CoinChain, vân vân, rất nhiều các sàn, đúng không ạ? Thế thì sàn là thế nào? Sàn tức là nơi người mua và người bán gặp nhau. Không quan trọng là lên hay xuống, lỗ hay lãi. Cứ quan trọng là gì ạ? Càng nhiều giao dịch thì tôi càng có tiền. Bởi vì tôi sẽ thu phí giao dịch, tôi sẽ thu phí cho vay, đúng không ạ? Tôi sẽ thu phí lưu trữ, vân vân. Đấy, và thậm chí tôi sẽ cho phép nhận ủy thác ở trên sàn của tôi để mà tôi kiếm lời. Có rất nhiều cách để tôi kiếm lời từ một cái mô hình sàn, đúng không ạ? Vâng. Cái nhóm thứ tư chúng ta có thể làm đấy là nếu mình chúng ta dành về công nghệ, chúng ta là những nhà lập trình viên, những nhà phát triển hệ thống, thì chúng ta có thể cung cấp các cái phần mềm, các cái phần cứng, đúng không ạ? Các cái giải pháp hệ thống cho liên quan đến coin, liên quan đến nhà đầu tư, liên quan đến việc bảo mật, vân vân, rất nhiều. Ví dụ như là mình phát triển ví, sau đó thì người ta để Bitcoin trên ví của mình, thì mình mỗi một lần họ chuyển thì mình sẽ thu một cái phí, ví dụ 0.01 bit chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đấy là cách chúng ta kiếm tiền. Các cái trang tin tức, các cái trang phân tích, các phần mềm đánh, đúng không ạ? Các phần mềm phân tích, các phần mềm phân tích kỹ thuật cho thị trường coin, rồi thì các cái nhóm để có thể là mua bán tin tức, đúng không ạ? Thì đó là những cái cách mà những cái dân chuyên nghiệp, dân lập trình họ có thể phát triển được. Ví dụ như là họ có thể phát triển các ứng dụng cho điện thoại di động, các cái app xem coin, rồi thì so sánh, rồi quản lý vốn, vân vân. Và họ đưa ra những lời khuyên như thế ở trên này. Đấy, ví dụ như là tôi cài một cái CoinStart hay là một cái ứng dụng nào đấy, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Tiếp tục, đấy là cái nhóm thứ 5, là các anh chị có thể là gì ạ? Viết sách báo, cung cấp các dịch vụ đào tạo về tài chính, đào tạo về lập trình và phát triển coin, rồi thì đào tạo về cái quá trình mua bán, trading, đào tạo cho các nhà đầu tư, vân vân, đúng không ạ? Trở thành những nhà môi giới. Nhà môi giới là gì ạ? Mình không mua, không bán mà mình giúp người ta mua bán. Đấy. Thế thì bạn có thể đào tạo về đầu tư, đào tạo cho nhà đầu tư, đào tạo người môi giới, đào tạo về blockchain, đào tạo kỹ thuật viên về các cái giải pháp liên quan đến công nghệ. Tóm lại là có người đào tạo, đúng không ạ? Cũng kiếm được tiền. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Tạo ra các quỹ, nhận ủy thác đầu tư, rồi thì nhận các cái quỹ startup liên quan đến lĩnh vực về blockchain hay là về coins, đúng không ạ? Thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái dự án đầu tư ủy thác hay các quỹ đầu tư ủy thác. Ủy thác tức là gì? Mình không làm mà mình đưa tiền cho cái quỹ đó, người ta sẽ làm, người ta sẽ mua đi bán lại, người ta kinh doanh sinh lời, người ta trả lãi cho mình. Tất nhiên thì cũng có những cái quỹ đầu tư uy tín, có những cái dự án kinh doanh uy tín, cũng có những cái dự án kinh doanh cần phải kiểm chứng, đúng không ạ? Vâng, thì hiện nay thì như tôi là tôi cũng đang mua bán và giao dịch trên một số những cái sàn ủy thác về chứng khoán Mỹ và coin, ví dụ như là financial.org, đúng không ạ? Hay còn gọi là FO đấy. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái thị trường này thì các bạn có thể liên hệ với tôi, có rất là nhiều cơ hội kiếm tiền, có việc làm, có thu nhập, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta cần phải đánh giá các cái lợi ích và các rủi ro. Đó. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Trở thành một cái người mà phát triển hệ thống để nhận bán buôn, nhận bán lẻ các dự án ICO, token, các đồng coin đã được phát hành, chúng ta bán ra và chúng ta thu hoa hồng,
Bởi vì chúng ta là một seller đúng không ạ? Chúng ta cứ bán hàng thôi. Nghề sale của chúng ta cứ cái gì đưa vào tay là chúng ta bán, đúng không ạ? Thì còn nhiều cách nữa, còn nhiều cách nữa để có thể kiếm được tiền trong thị trường coin này, và kiếm được rất nhiều tiền, phụ thuộc vào sở thích, phụ thuộc vào mức độ phiêu lưu, mức độ chịu mạo hiểm và cái trình độ cũng như là cái nguồn tiền của mình. Nếu như bạn mà thích sóng to gió lớn, đánh nhanh tiền thì cứ trở thành trader, đúng không ạ? Mua đi bán lại, mua đi bán lại. Các bạn thích kiếm tiền cục, ăn theo kiểu tài phiệt thì hãy phát hành ICO, mở sàn, đúng không ạ? Còn các bạn muốn kiếm tiền lẻ thì hãy làm đào tạo, hãy viết sách và hãy viết phần mềm, hãy phát triển các hệ thống bảo mật, đúng không ạ? Thế còn nếu mà các bạn muốn kiếm nhiều tiền dựa trên hệ thống của nhân sự của mình, nó gọi là phát triển các hệ thống cộng tác viên bán hàng, thì các bạn có thể là lựa chọn đầu tư ủy thác, hoặc là tham gia vào một cái sàn ủy thác là chúng ta đầu tư vào đó, và chúng ta phát triển thêm những người chơi mới cho cái sàn đó. Giống như các sàn giao dịch bây giờ người ta cũng cho mình rep, đúng không ạ, giới thiệu các cái người chơi và sẽ hưởng hoa hồng đó. Thế chúng ta cũng có thể là phát triển hệ thống để chúng ta bán ICO, chúng ta bán buôn bán lẻ các đồng coin, và bản thân chúng ta có thể phát hành các đồng coin, đúng không ạ? Thì trên đây là một số những cái cách về kiếm tiền để giúp cho các bạn nhìn nhận nó tổng quan hơn và có một cái bức tranh đa chiều hơn về cái thị trường tiền kỹ thuật số. Và như tôi nói, lấy một cái ví dụ rất vui, đấy là khi nó phát triển bùng nổ thì bất kể những cái gì xung quanh nó đều có thể kiếm được tiền. Và hãy nhớ rằng tiền kỹ thuật số, chứng khoán Mỹ, đúng không ạ, Forex chính là những cái trend, hot trend tại Việt Nam. Số lượng người chơi rất nhiều, số lượng người đầu tư rất nhiều, cho nên bạn làm trong lĩnh vực này bạn sẽ có nhiều cơ hội và kiếm được nhiều tiền hơn, kiếm nhanh tiền hơn. Vâng, xin chúc các bạn trở thành những người giàu có, sẽ trở thành những người nhà đầu tư thành công, sẽ sở hữu rất nhiều Bitcoin và bán được nhiều hàng. Nếu như các bạn có cái sự quan tâm nào đến đầu tư, đến ủy thác, đến phát triển hệ thống thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ giúp các bạn cả ba như vậy, bởi vì tôi có những gói ủy thác rất tốt, tôi có những mô hình sàn ủy thác rất tốt, tôi cũng có những cái đội ngũ đang làm việc rất là tốt. Thì tôi rất muốn những anh chị mà đang xem video này thì hãy liên hệ với tôi. Và khi liên hệ thì cứ nói thẳng vấn đề ra, đúng không ạ? Bạn quan tâm đến điều gì? Bạn có bao nhiêu tiền? Bạn quan tâm đến gì? Ví dụ bạn muốn đầu tư, bạn muốn mua coin, mua đi bán lại thì tôi sẽ dạy cho bạn đầu tư, đúng không ạ? Bạn muốn phát hành ICO thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn gặp những cái nhà đầu, những cái đơn vị họ đã chuyên phát hành ICO thành công. Bạn muốn ủy thác và phát triển người chơi cho ủy thác, bạn muốn mở sàn và phát triển người chơi cho sàn thì hãy gặp tôi, đúng không ạ? Các nhà đầu tư của Nhật, các sàn của Nhật, các sàn của Mỹ, của châu Âu cũng đang ở Việt Nam rất nhiều, bởi vì Việt Nam là một trong 4 quốc gia chơi coin nhiều nhất thế giới, và với cái số lượng người chơi và cái khối lượng chơi rất là lớn, đúng không ạ? Vâng, chắc chắn chúng ta đang ở uptrend, chúng ta đang ở cái phần mà hot trend, nên là chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội này cho đến khi nào mà cái video này mà các bạn xem mà các bạn cảm thấy nó không đúng nữa. Bởi vì thời điểm này là thời điểm tháng 4 năm 2018 tôi đang quay video này, thì có thể sau đó lúc mà các bạn đang xem video này nó cũng hơi trễ rồi chăng, 1 năm 2 năm nữa chăng tôi không biết, nhưng thời điểm bây giờ trong 1 năm tới thị trường vẫn rất hot. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.